Xin chào tất cả mọi người đã ghé thăm kênh sưu tập cũng như là sử dụng những thiết bị nghe nhạc cổ điển của mình ha. Thì nhân dịp cái kỳ nghỉ lễ dài hạn 30 tháng 4, 1 tháng 5 lại rơi vào ngày cuối tuần á, thì mình cũng xin chúc mọi người cùng với gia đình ha có nhiều niềm vui và nhiều cái hạnh phúc với người thân trong gia đình của mình. Mặc dù là cái tình hình là dịch bệnh nó cũng tương đối khả quan, nhưng mà mọi người đừng có ý y nha, mọi người vẫn cứ cẩn thận giữ gìn sức khỏe ha. Thì như những cái clip trước á, mình cũng có chia sẻ về cái cách mà mình chuyển đổi radio mà từ 90 lên 108 á, nhưng mà những cái dòng đó là lúc trước mình làm chỉ là những cái dòng Sony. Thì hôm nay mình có bắt gặp cái con mana như thế này, thì con mana này nó vẫn là bằng tầng 90, và nãy giờ mình nghịch thì mình cũng đã chuyển đổi nó thành công lên 108 rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình chia sẻ với mọi người. Thực tế ra cũng không phải là cái gì cao siêu gì lắm đâu, là tại vì mọi người không để ý tới nó thôi. Mình thì mình làm như máu radio nó ăn vào máu mình hay sao, có những cái thiết bị nào mà có tích hợp radio trong đó là bắt đầu là mình sẽ nghịch. Nếu mà nó 108 rồi thì thôi, nếu mà nó là 90 thì mình bắt đầu mình nghịch, mình tìm cách để mình chuyển đổi nó qua thành 108 để mình xài full, mặc dù chưa chắc thì mình đến nghe radio trên con này ha. Thì nói chung nó là như vậy thôi. Thì để không làm mất thời gian của mọi người thì mình sẽ tiến hành luôn. Thì hôm nay mình đưa ra cái đối tượng là con cassette Panasonic có tích hợp radio và model của nó là RQ-SX80V ha. Thì mọi người những cái dòng máy thì nó cũng những cái dòng máy model khác thì thực tế ra nó cũng tương tự na ná gần như nhau mà thôi ha mọi người ha. Nếu như mà những cái phím này nó không có bố trí ở trên đây thì nó bố trí ở trên remote, cũng đơn giản thôi chứ không có gì là khó khăn hết ha. Hôm nay mình chỉ nói về cái chủ đề là radio và chuyển đổi radio thôi, còn chạy băng đồ này kia thì mình không có giới thiệu ở đây ha, để không có làm mà mất thời gian của mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip cực kỳ ngắn luôn, rồi nghe từ đầu giống như nó giống như Sony vậy thôi, nghe từ đầu luôn. Thì mình bắt lên radio ha, ví dụ như lay nè, lay cassette, nhưng mà không, mình tắt, mình ốp nó đi đó, mình ốp nó đi rồi radio là mình này mình cũng ốp là tắt đi ha, bấm radio lên rồi chọn băng. Đây mình cũng thử sơ cho mọi người xem luôn để mọi người nói là mình nó hay không, mọi người nói mình xạo. Đây băng tầng lên 90 là nó hết, nó chuyển qua là TV 1CH, 2CH, 3CH này ha. Đó. Này nó về 76 nè, em nó về 76 rồi. Thì 1CH, 2CH đó là TV, đó là viết tắt, nó là quader, cái kênh quader ở đây. Thì làm lại từ đầu, đơn giản thôi. Như cũng như Sony thôi, nghe từ đầu bấm vô radio on. Rồi, xong banner ở đây nè. Ở đây nó là radio ban ha. Cái nút này của nó là chức năng của nó là radio ban nè, ban đó. Thì mình ấn chìm nó, mình đang mình chuyển nó, thay vì nãy mình AM nè, FM nè, mình để nó ở bên FM ha, mình chuyển nó qua FM xong mình ấn giữ nó. Cái này mình ấn giữ nó hơi lâu nha mọi người, nó không giống như Sony, Sony thì nó nhanh hơn. Bây giờ mình ấn giữ nó. Ấn giữ chừng nào mà cảm thấy nó hiện lên nó chớp thì thôi. Nó lâu hơn Sony nhiều, Sony chỉ có 1 đến 3 giây thôi, còn này vẫn là 7 giây luôn á. Rồi, ha, bây giờ mình chuyển nó qua, nó đang chớp. Z, Z có nghĩa là ra băng đó mọi người. U có nghĩa là USA ha, giống như Sony thôi. Sony thì cũng có USA. Xong rồi ERA, còn cái này là E, này là EU nè. Ha, nó chỉ có ba ba khu vực, nó chia ra ba khu vực ha. Mình gọi tạm nó gọi nó ba khu vực đi, ra băng nè. USA nè, EU nè ha. Thì mình trước giờ mình đã nói rồi, cái những cái âm ly receiver của Mỹ là xài bằng tầng 108, giống như mình cứ chọn là USA thôi. Ra băng nè, USA nè, chọn xong ha. Riêng con này chọn xong thì mọi người bấm giữ vô cái tinh in mode này nè, ấn giữ chìm nó luôn nha. Đó, bây giờ mình nó rồi chết cha, làm lại ha. Sau khi mà mình ấn giữ chìm cái này, nó hiện lên nó sẽ chớp chớp cái gọi là mã vùng đó, thì mình chuyển nó qua mã vùng của USA, thậm chí là EU cũng được, nhưng mà mình thích USA hơn nè. Sau khi mà qua USA rồi, mọi người ấn giữ cái tinh in mode này, ấn chìm giữ luôn nha, ấn chìm giữ luôn. Chừng nào mà nó ngưng thì thôi. Rồi ha. Nghe hồi nãy 76 mà lúc mà mình chuyển đổi xong mà nó chuyển qua 87.5 là chắc chắn 100% là nó sẽ lên được 108.
Cái đó là kinh nghiệm xương máu à, đó mọi người thấy chưa, lên rồi đó. Mình thực tế ra là anh nói chung radio là nó ăn vào máu mình hay sao á, cứ mỗi lần mà gặp con gì có radio là bắt đầu là mình nghịch thôi. Thì mọi người có cái con máy nào đó mọi người làm chưa được thì cứ PM cho mình ha, rồi mình nếu mình rảnh rảnh thì mình cũng cùng mọi người là nghiên cứu nghịch phá con đó. Tại nhiều khi mình cũng không phải là mình có quá nhiều thiết bị, con nào mình cũng biết, thì con nào mình làm thành công rồi thì mình chia sẻ với mọi người thì vậy thôi ha. Thì mọi người nhớ nha, trong này là con cassette mini cầm tay có tích hợp radio, model của nó là RQSX 80V ha. Đây, nó như thế này. Con này thì rất là đẹp. Rồi ha, thôi rồi nếu mà mọi người có con máy như thế này thì chúc mọi người thành công. Ai chưa đăng ký kênh thì nếu mà cảm thấy kênh có ý nghĩa thì vui lòng cho mình xin cái link đăng ký ha. Mình có động lực nhìn làm nhiều hơn video nhiều hơn nữa ha. Rồi xin cảm ơn mọi người đã xem tới cuối clip. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào clip khác ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.